Trung tâm điện tử Ảnh Phương xin gửi lời chào các bác, hay còn gọi là Phương Súp đi. Súp à? Súp na liệt như đợn con. Hôm nay thì Phương Súp này lên một combo 5 quả súp mới về. Những dòng hit hot. Dòng súp RVS, dòng công nghệ của Mỹ. Dòng này thì đúng là như thần sấm. Nếu nói về trong các dòng súp điện thì theo em đánh giá thì con RVS này đúng là nó đỉnh cao luôn các bạn. Còn nó đỉnh cao như nào các bác cùng tham gia video anh Phương sẽ tư vấn cho các bác nhé. Đầu tiên các bác nhìn quan sát là con súp điện này, về công lực của nó đạt tới 500W một quả này. Công lực của con này nó mạnh ngang ngửa súp hơi luôn. Em cũng đánh rất nhiều dòng súp điện rồi, nhưng mà phải nói rằng là con RVS này cái lực của nó tốt thật. Không tin các bác cứ mua về các bác thử xem, nó hay cực kỳ luôn. Con này thì các bác thiết kế là thùng của nó bề ngang cũng khá gọn. Em đo luôn cho các bác xem là cái thước đâu anh nhỉ. Kiếm cái thước đo luôn, bởi vì nào. Mấy ơi, thước đâu rồi? Đây nha, đo luôn cho các bác xem nhé. Bởi vì này, cái không gian kê, các bác cũng phải tính cái không gian kê. Về chiều ngang của con này ấy, nó chỉ có 51 phân thôi. Đấy, chiều ngang như này đặt đâu cũng đẹp các bạn. 51 phân. Con này nó thiên về chiều sâu, cho nên cái lực đánh của nó rất là mạnh. Chiều sâu của nó 68 phân. Nọc phát rồi. Chiều cao của con này nó là 65 phân. Còn là tính cả chân nó là 66 phân. Lộc phát lộc. Những con số phải nói rằng nó đem lại tài lộc cho chủ nhân luôn. Đấy. Thùng rất gọn và xinh. Đấy. Những bác nào mà chưa đẩy hai kênh, chơi âm ly hoặc là chơi crowd, những cái dàn máy mà nó chưa hay, chưa lực, chưa có chiều sâu thì chúng ta đầu tư cái quả súp này. Đấy. Cái thứ hai về cái công nghệ của con này, các bác để ý cho em là công nghệ của Mỹ. Cái bát của nó không phải bát đánh mặt thẳng đâu các bác. Bát này là bát nghiêng. Cái nghiêng nó sẽ gây ra một cái áp lực mạnh hơn. Khi đó nó áp xuống đây xong nó mới đẩy ra qua cái cửa này. Đấy. Đồng thời cái cửa mặt nó đánh ra đây. Đấy. Con này là gọi là súp đánh nghiêng. Đấy. Cho nên là cái áp lực của nó rất là hay. Nó hay hơn súp mặt mà hay hơn cả súp hầm. Súp hầm thì nó có một cái điều đó là cái độ rền tiếng nó hơi dài nếu là súp điện. Còn súp mặt thì đánh nó hơi cứng tiếng và đánh xa, nó không có độ lan tỏa. Kết hợp giữa hai cái công nghệ đó, chúng ta có một quả súp nghiêng, nó đánh nó bù trừ cho cả hai cái công nghệ dòng súp mặt và súp hầm. Đấy. Con này nó rất là hay. Tại sao nó mạnh? Bởi vì cái con này bình thường, những cái đẩy bình thường, cái súp bình thường ấy, họ chạy với số sò là tầm 4 đến 6 sò, nhiều là đến 8 sò. Nhưng con RVS này nó chạy tới 10 sò luôn các bạn. 10 sò công suất. Các bác nhìn cái vỉ máy nó gần kín mặt anh em ạ. Vỉ máy gần kín mặt luôn này. RVS. Modem là VS300 các bác nhá. Các bác nhìn cái cấu hình máy nó khôn thế này các bạn. Đấy. Nó khôn mà nó chất thế này các bạn. Ok chưa? Không có nhiều các bác nhé, chỉ có 5 quả. Trong số 12 quả được chuyển về thì em chọn ra được 5 quả đẹp như thế này để phục vụ các bác. Đấy. Mà súp này hôm trước này em nhớ là có 2 quả các bác gọi là tranh nhau, chốt vội chốt vàng, cuối cùng rất nhiều bác hụt. Hỏi cái súp điện nào hay thì thề với các bác là súp điện nhà em có rất là nhiều. Nhưng để mà nói cái từ hay thì cái thâm tâm em cũng đã nói rằng nó phải đạt được những cái tiêu chí mà ít nhất là anh Phương phải là người trải nghiệm và chấp nhận được thì mới gọi là hay. Còn đâu thì mỗi người quan điểm. Có thể là có những bác yêu cầu cao hơn thì có thể đầu tư sang súp đến súp Mỹ. Còn những bác mà yêu cầu thấp hơn thì súp nào cũng chơi được. Súp tàu người ta mua 2 triệu còn đánh được, 1 triệu còn đánh được. Chưa nói những dòng súp bãi công suất lớn như thế này. Đó. Thùng vỏ thì vừa mới về, em chưa vệ sinh nhưng mà nói chung là chất lượng của nó khá ổn. Chơi hàng bãi thì nói tóm lại là chơi cái chất, chơi cái thương hiệu, chơi cái công nghệ, chơi cái đẳng cấp. Thế còn chơi hàng bãi cũng không quá cầu kỳ. Nếu bác nào mà cầu kỳ mà cứ hỏi anh Phương là có cái loa, cái súp nào đạt 98% không,
thì câu trả lời bao giờ em cũng trả lời là các bác mua mới giúp em. Chứ còn nếu mà hàng bãi mà đạt 98% ở Việt Nam mình không có các bác. Đến hàng nguyên thùng xốp về Việt Nam mình nó còn mốc, nó còn bị chảy xước quá trình vận chuyển, nó không đạt được 100%. Chứ chưa nói rằng những hàng bãi đã qua sử dụng. Nói chung là hàng bãi qua sử dụng, cái điều mong muốn nhất của em là gì? Là đẹp đồng bộ, sau đó là zin 100%. Và hàng nhà em thì chắc chắn rằng là sau khi được vệ sinh chuẩn chỉ nó sẽ đẹp như mới luôn. Đấy, đẹp như mới luôn. Đấy, các bác yên tâm là khi trưng bày em, quan điểm của em có hai quan điểm. Một là chơi về chất, chơi hay, nhưng mà quan điểm nữa đó là phải bày đẹp. Cho nên hàng nhà em đưa vào phòng khách các bác cứ yên tâm luôn. Cho nên bác nào đến với anh Phương là cũng đều có một cái câu gọi là rất thích hàng của anh Phương. Nó đẹp, nó được tuyển kỹ và nó mang cái độ yên tâm cao. Cho nên là các bác thấy rằng quả súp này hiện tại em đang bán cho các bác với giá 6.800.000 đồng một quả này. 6.800.000 đồng. Chỉ có 5 quả thôi, sẽ có 5 bác có cơ hội sở hữu những quả súp này. Và chắc chắn rằng là sẽ không có cái cơ hội dài hơn. Còn bác nào muốn xem kỹ video về nội thất của nó thì em sẽ gửi cho bác xem kỹ nội thất của nó. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Số máy của em là 097 1998 555. Xin cảm ơn các bác.